Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện tượng El Nino có khả năng sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2023 với xác suất lên đến 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Cơ quan dự báo cho biết El Nino thường gây thiếu hụt lượng mưa trong hầu hết các vùng trong cả nước, mức độ thiếu hụt phổ biến từ 25-50%, rõ rệt nhất là ở khu vực Bắc Trung Bộ. Trong tuần đầu tháng 5 năm 2023, nhiệt độ mặt nước biển khu vực phía đông Thái Bình Dương đã tăng và hiện tại đang cao hơn ở mức trung bình nhiều năm là 0,40 độ C. Vì vậy, cơ quan dự báo nhận định sau 3 năm liên tiếp khí hậu ở trạng thái mưa nhiều, có thể đợt El Nino sắp tới sẽ gay gắt hơn bình thường. Thưa quý vị, Bộ Công Thương phát đi chỉ đạo về triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với tình trạng thiếu điện do nắng nóng, hạn hán thiếu nước trên cơ sở công điện của Thủ tướng Chính phủ đưa ra trước đó. Bộ Công Thương đã làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, Tổng công ty Đông Bắc về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023. Trên cơ sở các ý kiến, Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu bằng mọi cách không để xảy ra thiếu điện, xem xét xử lý cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện kế hoạch cung cấp điện, than đã được phê duyệt. Đặc biệt, các đơn vị không được để thiếu than, thiếu nhiên liệu phục vụ sản xuất điện. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện. Đối với EVN, Bộ Công Thương đề nghị tập trung mọi nỗ lực trong vận hành hệ thống điện, có giải pháp cấp bách trong bất cứ hoàn cảnh nào, hệ thống điện quốc gia phải được đảm bảo, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu thiết yếu của đời sống sản xuất kinh doanh của người dân. Khẩn trương đàm phán và huy động các nhà máy điện đã sẵn sàng phát điện, trong đó có các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp nhằm tăng công suất cho hệ thống điện, đẩy nhanh việc mua bán điện với các dự án nhập khẩu điện đã ký kết, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm điện. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thời điểm kết thúc đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi thành công, trong đó có gần 95% thí sinh đăng ký trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong các ngày đăng ký dự thi trực tuyến, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định. Việc đăng ký dự thi cơ bản thuận lợi đối với tất cả các đối tượng thí sinh. Bộ đã bố trí nhân lực trực hỗ trợ trong các ngày thí sinh đăng ký dự thi, thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với 63 tỉnh, thành phố và phía đơn vị hỗ trợ hạ tầng công nghệ thông tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo cùng các trường nơi thí sinh đăng ký dự thi, rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh chính xác, triển khai từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5. Sau đó, các trường in danh sách thí sinh đã đăng ký trực tuyến, kiểm tra lần cuối, cho thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên phiếu và danh sách, hoàn thành chậm nhất vào ngày 22 tháng 5. Các đơn vị tiếp tục kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh, kết thúc chậm nhất vào ngày 25 tháng 5. Thí sinh đã đăng ký dự thi phối hợp cùng với nhà trường để kiểm tra lại thông tin trước khi ký xác nhận vào phiếu và danh sách để kết thúc việc đăng ký dự thi. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký báo cáo Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới, điển hình là Facebook, Google, TikTok, Netflix, gỡ bỏ những nội dung xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo sai, phản cảm, gỡ bỏ các hội nhóm có nội dung không lành mạnh, độc hại với trẻ em, gỡ bỏ 11 tài khoản giả mạo các cá nhân tổ chức, ngăn chặn các kênh YouTube phản động không cho truy cập từ lãnh thổ Việt Nam. Kết quả, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 29 tháng 3, Facebook đã chặn gỡ bỏ gần 1.100 bài viết có nội dung thông tin xấu độc, Google đã gỡ hơn 1.600 video vi phạm trên YouTube, TikTok gỡ bỏ 323 link vi phạm, khóa 47 tài khoản, kênh thường xuyên đăng tải nội dung xấu độc. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận hơn 5.500 phản ánh, trong đó có 880 phản ánh về tin xấu độc, 962 tin báo tin sai, tin không đúng nội dung phản ánh, không đúng thẩm quyền xử lý, 933 tin báo về lừa đảo tài chính qua mạng. Cục Đường Cao tốc Việt Nam vừa báo Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đánh giá tổng quan về khả năng nâng tốc độ khai thác đối với đường cao tốc đầu tư 4 làn xe. Cục Đường Cao tốc Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, các đoạn tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư 4 làn xe với bề rộng làn 3,5m, tốc độ khai thác 80 km/h, đủ cơ sở nâng cấp khai thác lên 90 km/h. Đối với các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác như Cao Bồ Mai Sơn, Trung Lương Mỹ Thuận, Cục Đường Cao tốc Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét nâng tốc độ tối đa cho phép tại các tuyến lên 90 km/h đối với một số loại phương tiện như xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ trừ xe buýt. Đối với các tuyến cao tốc Bắc Nam chuẩn bị đưa vào khai thác trong năm nay và các năm tiếp theo như Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Nha Trang Cam Lâm,
kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các ban quản lý dự án, nhà đầu tư ra soát ngay phương án tổ chức giao thông, nghiên cứu đề xuất xem xét nâng tốc độ tối đa cho phép tại các tuyến lên 90 km/h đối với một số loại phương tiện. Thưa quý vị, hàng năm người dân sinh sống tại khu vực cánh đồng xã Buông Chánh, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phải thấp thỏm lo lắng vì ngập lũ, bởi đây là vùng trũng được xem là rốn lũ của địa phương. Việc ngập lụt đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, hoạt động sản xuất, tài sản và tính mạng của người dân, nhưng đến hiện nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả. Mỗi khi lũ về, gia đình ông Triệu Văn Trường và các hộ dân sinh sống tại thôn Thanh Sơn, xã Buôn Chóa, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông lại bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài vì nước dâng cao. Việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ có cái dự án chương trình của nhà nước di rời dân lên đấy thì dân rất là đồng tình ủng hộ. Mong làm sao mà để dân mà có cái chương trình để triển khai sớm để bà con chúng tôi ở dưới này được lên chỗ an toàn hơn. Khu vực ngập lũ xã Buôn Chóa, huyện Krông Nô gồm các thôn Thanh Sơn, Ninh Giang và Bình Giang với diện tích khoảng 700 ha, chủ yếu là vùng ven và nội đồng dọc bờ sông Krông Nô. Theo thống kê có khoảng 124 hộ dân đang sinh sống và sản xuất thuộc vùng rốn lũ, phần lớn đang bị đe dọa trực tiếp bởi ngập lụt, sạt lở đất trong mùa mưa. Trước thực tế trên, địa phương đã đề xuất đầu tư xây dựng dự án bố trí dân cư vùng lũ Buôn Chóa. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn mới ở giai đoạn khởi đầu. Thì hiện tại bây giờ xã cũng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp để triển khai cái dự án này. Thì hiện tại xã đã triển khai thuê đơn vị tư vấn, đo đạc và quy hoạch cái 1/500 cụm trung tâm xã là 30 hectare. Thì trong đó là có 10 hectare là di dân vùng lũ. Mùa mưa lũ của năm 2023 đang cận kề. Người dân vùng rốn lũ xã Buôn Chóa lại thấp thỏm lo âu, có nguy cơ mất trắng tài sản theo dòng lũ. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án để di dân vùng lũ đến nơi an toàn là việc rất bức thiết. Các cấp có thẩm quyền tỉnh Đắk Nông cần tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án, sớm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân, tránh những hậu quả do thiên tai gây ra. Thưa quý vị, trong hai ngày 12 và 13 tháng 5, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp có chuyến thăm và làm việc cùng với lãnh đạo các cơ quan phụ trách thương mại, đầu tư của thành phố Nantes, thành phố lớn thứ 6 thuộc tỉnh Loire-Atlantique ở miền Tây của nước Pháp, nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các địa phương Việt Nam. Phó thị trưởng Aymeric Seasso cho biết, thành phố Năng mong muốn thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam, qua đó phát huy những tiềm năng, thế mạnh cũng như yêu cầu hợp tác của mỗi bên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong lĩnh vực y tế, môi trường, phát triển kinh tế xanh và bền vững. Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết, Việt Nam đã có những nỗ lực vượt bậc để vượt qua nhiều thách thức do tác động tiêu cực của các cuộc khủng hoảng trong mấy năm vừa qua. Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh, năm 2023 là dấu mốc quan trọng để lãnh đạo hai nước cũng như các địa phương xúc tiến các dự án hợp tác nhằm đưa quan hệ hợp tác cũng như tình hữu nghị giữa hai nước, hai nhân dân ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp của thành phố Nantes và tỉnh Loire-Atlantique, cuộc tọa đàm rất có ý nghĩa với các doanh nghiệp ở Nantes và tỉnh Loire-Atlantique nhằm tìm hiểu cơ hội kinh doanh với Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp lớn tại vùng này, trong lĩnh vực y tế, cũng đang có ý định mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, và Việt Nam là một điểm đến có nhiều tiềm năng. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Năng, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và đoàn công tác đã tới thăm tập đoàn CMF chuyên sản xuất và thi công nhà kính, lưới nông nghiệp. Tập đoàn này đã thực hiện một số công trình tại Việt Nam với các yêu cầu rất cao về môi trường. Các công nghệ mà chúng tôi mang tới nhằm giúp đỡ người nông dân thích ứng với sự biến đổi khí hậu, vốn có những tác động đến hoạt động sản xuất, thích nghi với những điều kiện tự nhiên khác biệt tại những vùng đất khác nhau, để từ đó gia tăng lợi ích cho người sản xuất. Chúng tôi hợp tác rất hiệu quả với các đối tác Việt Nam. Tới thăm lễ hội trái tim Việt Nam do Hội Hữu nghị Việt Nam Loire-Atlantique tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đánh giá các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đa dạng của hội nhằm giới thiệu văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.